Chào mừng các con đã quay trở lại học kênh Blue English. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các con học bài Unit 3. What day is it today? Các con đọc lại đầu đề nào. What day is it today? What day is it today? What day is it today? Trước hết mời con chúng ta đi vào phần Lesson 1. Number 1, look, listen and repeat. Ở phần này các con thấy có 4 bức tranh A, B, C, D. Ở picture A là hội thoại chào hỏi đầu giờ của Miss Hiền and class. Cô giáo Hiền và cả lớp. Họ đã dùng từ hello để chào. Hello. Nhìn vào bức tranh B. Tiếp tục cô giáo sẽ hỏi cả lớp cái gì con này? What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? What day is it today, class? Cả lớp trả lời, it's Monday. Monday là ngày thứ mấy con biết không? Là vào ngày đầu tuần đấy, vào ngày thứ hai. It's Monday. Hôm nay là ngày thứ hai. Chúng ta chuyển sang bức tranh C. Very good. Rất tốt. Cô đáp, and what do we have on Mondays? Và chúng ta có những môn học gì vào ngày thứ hai nhỉ? And what do we have on Mondays? Thì các bạn trả lời là we have English. Dạ, bọn em có môn học tiếng Anh ạ. Chúng ta đi vào bức tranh D. And when is the next English class? Vậy thì tiết học tiếng Anh tiếp theo là vào ngày thứ mấy nhỉ? On Wednesday, đây là lời trả lời của bạn Nam. Nhưng bạn Mai bảo, no, không phải đâu. It's on Tuesday. Đó là vào ngày thứ ba đấy. Tức là không phải vào ngày thứ tư. Wednesday, ngày thứ tư. Tuesday, ngày thứ ba. Cô giáo tiếp tục. That's right, đúng rồi, Mai ạ. It's on Tuesday. Đó là vào ngày thứ ba. Bây giờ mời các con chúng ta nghe một lượt. Unit 3. What day is it today? Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Hello, class. Hello, Miss Yen. B. What day is it today, class? It's Monday. C. Very good. And what do we have on Mondays? We have English. D. And when is the next English class? On Wednesday. No, it's on Tuesday. That's right, Mai. It's on Tuesday. Ok, vừa rồi các con nghe rõ không? Bây giờ chúng ta lưu ý một số từ, cụm từ ở trong cái bài vừa rồi. Câu hỏi, what day is it today? What day is it today, class? Hôm nay là ngày thứ mấy? It's Monday. Hôm nay là ngày thứ hai. Monday. Monday. And what do we have on English? On Monday. Và chúng ta có những tiết học gì vào ngày thứ hai nhỉ? We have English. And when is next English class? Next English class. Tiết học tiếng Anh tiếp theo là vào ngày thứ mấy? On Wednesday. Wednesday. No, it's on Tuesday. Không phải đâu, đó là vào ngày thứ ba. No, it's on Tuesday. That's right. Mai, it's on Tuesday. Đúng rồi, Mai ạ, đó là vào ngày thứ ba. Bây giờ mời các con chúng ta chuyển sang mục 2. Boy and say. Đọc nào. Boy and say. Mẫu câu. What day is it today? What day is it today? It's Monday. Mời con chúng ta nghe. Page 18. Activity 2. Point and say. What day is it today? It's Monday. A. Monday. B.
Tuesday. C. Wednesday. D. Thursday. E. Friday. F. Saturday. G. Sunday. Okay. Page 19. Active. Chúng ta đọc lại cho thầy nào. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. And last one is Sunday. 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 Chúng ta trả lời lại một câu nào. What day is it today? It's Monday. What day is it today? It's Tuesday. What day is it today? It's Wednesday. What day is it today? It's Thursday. What day is it today? It's Friday. What day is it today? It's Saturday. And what day is it today? It's Sunday. Bây giờ mời các con chúng ta sẽ chuyển sang phần 3. Listen and tick. Ở đây chúng ta thấy có 3 câu. 1, 2, 3. Đây có câu A, câu B, câu C. A, B, C. A, B, C. Nào, picture A. Monday. Picture B. Thursday. Picture C. Tuesday. Number 2. A. Tuesday. B. Thursday. C. Friday. 3. Saturday. B. Friday. C. Wednesday. Bây giờ mời các con chúng ta lắng nghe và đánh dấu tích. Activity 3. Listen and tick. 1. Hello, class. Hello, Mr. Locke. What day is it today, class? It's Thursday. Very good. First day. Time for English. Thursday. Okay. 2. What day is it today, Nam? It's Tuesday. So we have English today, right? Yes, that's right. Tuesday. 3. It's Tuesday. We have English today. No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. It is Wednesday. We don't have English today. Oh, you're right. Trong câu cuối này các con có thể nghe là it isn't Tuesday. Hôm nay không phải là ngày thứ hai mà nó là Wednesday. It's Wednesday, okay? Như vậy các con làm có đúng không? Thầy chúc mừng các con. Bây giờ chúng ta chuyển sang mục 4. Look and write. Nhìn và viết. Ở đây trước hết mời các con chúng ta chú ý nào. Đây là các hoạt động của bạn Nam. Nam's activity, các hoạt động của bạn Nam. Tương ứng với các ngày trong tuần. Sunday, chủ nhật. Monday, thứ hai. Tuesday, thứ ba. Wednesday, thứ tư. Thursday, thứ năm. Friday, thứ sáu. Saturday, thứ bảy. On Sunday, Nam's go to the zoo. On Monday, Nam's play football. On Tuesday, Nam watches TV. On Wednesday, Nam listens to music. On Thursday, he goes swimming. On Friday, Nam plays the piano. And on Saturday, he visits his grandparents. Như vậy là vào Chủ nhật thì bạn ấy đi sở thú, vườn thú. Vào thứ hai, bạn ấy đi chơi bóng đá. Thứ ba, bạn ấy xem TV. Ngày thứ tư, bạn ấy nghe nhạc. Ngày thứ năm, bạn ấy đi bơi. Ngày thứ sáu, bạn ấy chơi đàn piano. Và thứ bảy là bạn ấy đến thăm ông bà của bạn ấy. Như vậy là chúng để làm được bài này thì các con sẽ xem các hoạt động của bạn ấy ở câu phía sau. Number 1. Today is about ngày bao nhiêu? Đây là thầy làm trước.
cái sách hơi cũ cho nên là nó làm trước. Nhưng mà muốn làm được điền vào chỗ này thì các con sẽ nhìn vào phía sau. I play football today. Như vậy chúng ta xem các hoạt động trên này chỗ nào là play football. Như vậy chỉ có vào ngày play football là vào ngày thứ hai. Như vậy ta sẽ viết là Monday vào chỗ này. Tương tự như vậy các con sẽ, câu 2, các con sẽ xem I watch TV chỗ nào. Xem thử nào. Đúng rồi, chỉ có ở đây. Và hôm nay là ngày thứ ba, Tuesday. Today is a Tuesday. Today, today nghĩa là hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, mình xem TV. Number 3, I visit my grandparents today. Today is Saturday, tại sao lại làm như thế? Bây giờ chúng ta xem visit my grandparents chỗ nào. Đây, xem thử chỗ nào. Đúng rồi, ở đây. Tức là vào ngày thứ bảy và đây là đúng rồi, đúng không? Today is Sunday, I go to the zoo today. Hôm nay là ngày Chủ nhật, mình đến vườn thú. Như vậy là chúng ta kiểm tra xem có đúng không. Xem thử go to the zoo nó nằm chỗ nào. À đây rồi, đúng rồi. Và vào ngày Sunday, như vậy chúng ta sẽ viết Sunday vào đây. Các con có làm đúng cả không? Thầy xin chúc mừng các con. Well done. Sau đây mời các con chúng ta tiếp tục bài học của mình ở mục 5, Lesson. Trước khi chúng ta nghe băng, mời các con chúng ta đọc cái bài này một lần. We have English today. Chúng ta có tiết học tiếng Anh hôm nay. What day is it today? Hôm nay là ngày thứ mấy? It's Monday. Hôm nay là thứ hai. We have English today. Chúng ta có môn tiết học tiếng Anh. Do you have English on Wednesday? Thế bạn có tiết học tiếng Anh vào ngày thứ tư không? Wednesday, ngày thứ tư. No, không có đâu. We have English on Tuesday, Thursday and Friday. Bọn mình có tiết học tiếng Anh vào Tuesday, ngày thứ ba, Thursday, ngày thứ năm, Fridays, ngày thứ sáu. What day is it today? Hôm nay ngày thứ mấy? It's Wednesday, hôm nay thứ tư. We have English today. Hôm nay bọn mình có tiết học tiếng Anh đấy. Do you have English on Thursday? Thế bạn có tiết học tiếng Anh vào ngày thứ năm không? Thursday, ngày thứ năm. No, không có đâu. We have English on Mondays, Wednesday and Fridays. Bọn mình có tiết học tiếng Anh vào ngày Mondays, ngày thứ hai, Wednesday, thứ tư, and Fridays, và ngày thứ sáu đấy. English on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. What day is it today? It's Wednesday! We have English today. Do you have English on Thursdays? No! We have English on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Như vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn các con học hoàn thành bài Lesson 1 của Unit 3, What Day Is It Today. Chúc các con học tốt nào. Bây giờ thì goodbye for now.